Một câu hỏi nữa. Tu theo thiền tông mà xuất hiện các cảnh giới như là cảnh giới hoa sen mây ngũ sắc, nhấn đến chư thiên thiện thần thánh tăng A-la-hán thì đều được coi là ma cảnh. Vậy người tu tịnh độ mà xuất hiện các cảnh như vậy thì đấy là ma hay cảnh Phật? Tôi chưa đọc thấy một tài liệu nào của nhà thiền nói rằng tất cả như thấy gì thế cảnh ngũ sắc chư thiên thánh tăng A-la-hán vân vân hiện ra thì đều là ma cảnh. Không, không phải là tất cả cái đó đều là ma cảnh. Tôi ngày xưa được gọi là con mọt sách. Khi tôi đi học tất cả những cái quyển sách về thiền tông, đặc biệt là của thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh và các vị thiền sư khác dịch ra tiếng Việt Nam trong 4 5 năm học đầu tiên ở trung cấp, gần như tôi không bỏ lỡ quyển sách về thiền nào được dịch ra tiếng Việt Nam. Nhưng mà tôi chưa thấy quyển sách nào nói rằng tất cả thấy rằng nói rằng tất cả những người ngồi thiền tu thiền đó, những cảnh giới như thấy hoa sen mây ngũ sắc nhấn đến chư thiên thiện thần thánh tăng A-la-hán đều là ma cảnh. Không phải. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta mong cầu thấy những cảnh giới đó, mà cảnh giới đó hiện ra thì đó mới là ma cảnh. Còn chúng ta ngồi thiền không mong cảnh giới đó hiện ra, nhưng á cái cảnh giới đó gì hiện ra đi qua tâm chúng ta không chấp trược thì đó không phải là ma cảnh. Các vị hiểu không? Giống như chúng ta cưỡi lên gì ngồi trên một cái xe và có bác tài lái bon bon đi trên đường, và tất cả gì qua những hàng cây, qua những gì con cây cầu, qua những gì khe núi và qua những vách đá vân vân chẳng hạn, tất cả các cảnh giới đó, qua đoạn đường đó, chúng ta muốn đến một cái đích ấy thì nó phải qua những đoạn đường đó. Người ngồi thiền tâm an định tĩnh tại thì những các cảnh giới lành, những cái nhân duyên lành ở kiếp trước chúng ta gì cũng đã tu rồi thì gì? Nó hiện ra, hoặc nhìn thấy gì thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy chư thiên, thấy gì thấy mây ngũ sắc vân vân này nọ, thấy Phật Bồ Tát đến thuyết pháp xoa đầu thọ ký chúng ta vân vân. Tất cả các cảnh giới đó nếu không chúng ta không phải khởi tâm mong cầu mà chúng ta tĩnh tâm an tọa như vậy mà tự nó hiện đến thì đó không phải là tất cả đều là ma cảnh, mà trong số đó có rất nhiều gì là thật cảnh, tức là gì là chư Phật Bồ Tát đấy để an ủi đến để động viên chúng ta thật. Nhưng mà điều quan trọng người tu thiền là gì, là phải buông bỏ, không được chấp trược và không được mong cầu. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngày hôm nay tu thấy Phật Bồ Tát A La Hán đến để thuyết pháp chúng ta nghe, khi xả thiền chúng ta không vui mừng, cũng không mong cầu là ngày mai tiếp tục gặp, cũng không lo lắng, không sợ sệt đó là gì ma đến thử chúng ta, tâm chúng ta vẫn an nhiên tự tại. Giống như mình ngồi trên xe, bác tài á, bác lái từ điểm này đến điểm kia, qua từng con sông, từng cây cầu, từng gì từng vách đá, kệ nó, ta không có bám chấp đây là cây cầu tên là gì, vì sao phải xây cây cầu này, vì sao phải đặt tên cây cầu này là như thế, qua một gì một vách đá, tại sao gì cái hòn núi này lại lại có cái hình thù như thế, ai tạo nên hòn núi này, vị thần này tạo, vị thần nào tạo nên hòn núi này, và hòn núi này tại sao đặt tên như thế, như thế, như thế và vân vân. Người tu thiền không chấp trược vào những điều đó, gọi là giống như ngày xưa các tổ nói nhạn quá trường không. Phật tử này có thể hiểu cái từ nhạn quá trường không là gì không? Tức là giống như con chim gì, con chim nhạn bay gì, bay qua bầu trời nó không để lại một cái dấu vết gì vậy. Người tu thiền gặp bất cứ cảnh giới thiện ác gì, không chỉ người tu thiền mà tất cả những người tu hành theo các pháp môn của Đức Phật chân chính cũng phải đều hành, đều dụng tâm như thế. Dẫu cho người tu tịnh độ thấy Phật Bồ Tát cái cảnh giới Tây phương cực lạc hiện ra trước mặt mình như vậy, nhưng vẫn phải giữ cái tâm thanh thản, cái tâm bình lặng, không chấp trước, không mong cầu và không gì, thấy ma cũng chẳng gì, chẳng lo sợ. Thấy ma, thấy quỷ, tâm chúng ta gì cũng bình đẳng như thấy Phật. Thấy Phật gì
cũng không khởi tâm mong cầu yêu thích. Không chỉ người tu thiền, tất cả các pháp môn tu đều như thế. Các bậc tổ sư đại đức tu hành chân chính từ xưa đến nay đều dạy chúng ta như vậy. Nay tôi nói với các quý vị điều đó cũng không ngoài lời dạy của chư Phật và Bồ Tát lịch đại tổ sư. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi là khi tu thiền còn vậy thì người tu tịnh độ thấy cảnh như thế thì là gì? Ma cảnh hay Phật cảnh? Ma là cũng do tâm chúng ta, mà Phật cũng là do tâm chúng ta. Thấy cảnh mà không chấp vào cảnh, không bị cảnh lôi cuốn, không bị cảnh chuyển tâm chúng ta thì đó gì? Đó chính là Phật cảnh. Thấy cảnh mà để cảnh gì? Chuyển tâm chúng ta, làm chúng ta phiền não, hoặc là chúng ta gì? Chúng ta lo sợ, hoặc làm chúng ta gì? Quá hoan hỷ mà nghĩ rằng mình gì? Mình đã chứng đắc thánh quả. Và rồi đó mình đi khoe khoang với mọi người, vân vân, thì đó lại là gì? Ma cảnh. Cho nên tôi nói với các quý vị, Phật, nhìn thấy Phật, Bồ Tát, chư thiên hay là gì? Hoa sen hay là mây ngũ sắc vân vân nữa. Tất cả những cái thấy đó, ma hay Phật không nhất định. Nay nếu tôi nói là gì? Thấy như vậy là nhất định là ma. Thì tôi chính là gì? Là tà đạo. Tôi chính là một vị tà sư, không nói đúng lời Phật. Nếu tôi nói là nhất định là Phật, thì tôi cũng chắc chắn tôi sẽ là một vị tà sư, không nói gì, nói đúng lời Phật. Cho nên tôi mới nói các quý vị, ma hay Phật đều do tâm chúng ta. Vẫn một cảnh ấy, nhưng hôm nay có thể là Phật, ngày mai có thể lại là ma. Vì sao? Vì hôm nay tâm chúng ta thì thanh tịnh, vẳng lặng, rộng rang. Cho nên á, Phật Bồ Tát đến an ủi, thuyết pháp chúng ta nghe. Ngày mai tâm chúng ta không thanh tịnh, do mong cầu, do thấy hôm trước Phật thuyết pháp, bài pháp còn đang dở dang, chúng ta mong cầu là gì? Đang dở dang mà đã hết thời ngồi thiền, hoặc hết thời niệm Phật, tụng kinh vân vân chẳng hạn. Cho nên á, hôm nay là gì? Lại muốn Phật đến gì? Thuyết pháp tiếp bài pháp hôm qua hay quá cho chúng ta nghe. Khởi cái tâm như thế và ông Phật ông đến thuyết pháp chúng ta nghe, thì đấy là gì? Ông thiên ma ba tuần giả Phật đấy các quý vị. Cho nên hôm qua là Phật, ông Phật thật, nhưng hôm nay chỉ cần một niệm tâm khởi lên gì, bài pháp hôm qua đang dở ra, ước gì Đức Phật lại đến để thuyết chúng ta nghe nhỉ, thì được một tí ông Phật đó đến, thì ông Phật đó đến chính là ông Phật thiên ma ba tuần hóa hiện ra đó. Đó, cho nên tôi nói với các quý vị, không nhất định thấy Phật Bồ Tát đều là ma, cũng không nhất định thấy Phật Bồ Tát chư thiên đều là Phật Bồ Tát chư thiên. Nói tóm lại là như trong kinh Hoa Nghiêm nói là nhất thiết duy tâm tạo. A Di Đà Phật. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Mo A Di Đà Phật.